Xin chào các thầy cô. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách để sử dụng học bài ở nhà.com cho mục đích giao bài tập về nhà cho học sinh và kiểm soát điểm số với bài làm của học sinh. Đầu tiên, để truy cập vào học bài ở nhà.com, các thầy cô vào đường link học bài ở nhà.com. Sau khi truy cập vào trang web, các thầy cô click vào nút đăng nhập ở bên phải màn hình. Ở cửa sổ hiện ra, các thầy cô đăng nhập với tài khoản được nhà trường cung cấp. Sau đấy, các thầy cô click vào nút đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, các thầy cô vào khóa học để xem các danh sách khóa học. Các thầy cô có thể thấy giao diện các khóa học hiện ra, sắp thứ tự theo các lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Các thầy cô có thể vào các khóa học mình được phân công. Ví dụ ở đây tôi đăng nhập vào tài khoản của cô giáo Lê Thị Thúy Ngân. Thì cô giáo này được phân vào giảng dạy lớp 9 cho nên tôi vào các khóa học lớp 9. Ví dụ ở đây tôi vào khóa đại số 9. Các thầy cô có thể thấy giao diện khóa học hiện ra. Ở bên phải chúng ta có một cái bảng điều hướng chứa danh sách các bài học, danh sách thành viên, điểm số. Nếu thầy cô nào không thấy bảng này thì chúng ta có thể click vào nút 3 chấm ở bên cạnh logo học bài ở nhà. Khi click vào thì nó sẽ ẩn hoặc hiện ra tùy vào trạng thái của các thầy cô. Về giao diện các nội dung như lý thuyết và các bài luyện tập, cách thức làm các bài trắc nghiệm và xem lý thuyết thì tôi đã có hướng dẫn trong video clip dành cho học sinh. Các thầy cô có thể xem lại các chức năng này trong video clip hướng dẫn cho học sinh học bài. Ở trong video này tôi sẽ giới thiệu các chức năng dành riêng cho giáo viên. Đối với giáo viên, để quản lý danh sách học sinh, các thầy cô có thể chọn vào nút danh sách học viên ở bên trái. Ở đây. Thì ở đây các thầy cô có thể xem danh sách của các học viên trong nhóm mình. Ví dụ ở đây cô giáo đang được phụ trách lớp 9-10. Thì các thầy cô có thể thấy là danh sách học sinh của mình sẽ hiện ra ở đây. Bây giờ để theo dõi bài học, bài làm của các học sinh thì các thầy cô chọn vào mục điểm số. Ở giao diện hiện ra, các thầy cô có thể thấy một số phân vùng như sau. Đầu tiên, đó là trong mục nhóm tách biệt ở đây thì các thầy cô có thể thấy được rằng là đây là danh sách của các lớp mình quản lý. Ở đây ví dụ cô giáo Ngân quản lý hai lớp, đó là 9.3 và 9.10. Thì lúc xem ở đây mình sẽ thấy có hai lớp 9.3 và 9.10. Các thầy cô chọn vào lớp mà mình muốn xem cái báo cáo điểm. Ví dụ ở đây tôi chọn là 9.10. Chúng ta có một số mục như sau. Đầu tiên đó là một số mục ví dụ như là xem này, hay là xuất. Một số các mục khác ví dụ như là báo cáo điểm của từng học sinh. Ở giao diện bên dưới, các thầy cô có thể thấy là danh sách của học sinh được sắp thứ tự ở bên tay trái. Ở bên phải đó là tên của khóa học, ví dụ ở đây là khóa đại số 9. Và các bài học được sắp theo thứ tự chiều ngang. Ví dụ ở đây bài luyện tập căn bậc 2, bài phương trình, bài căn bậc một số bài khác. Để xem các bài bên phải, các thầy cô chú ý kéo thân ngang ở phía dưới. Ở đây có thân ngang ở phía dưới. Các thầy cô kéo ngang thì sẽ thấy các bài ở bên tay phải. Khi học sinh làm bài thì điểm số sẽ xuất hiện ở tương ứng ở mục trước dấu cộng. Các thầy cô có thể thấy ở đây. Ở đây do chưa có học sinh nào làm bài cho nên là chưa có điểm số hiện lên. Để xem điểm số của một học sinh bất kỳ, các thầy cô click vào nút bảng ở đây bên cạnh học sinh. Ví dụ các thầy cô đưa con chuột vào đây có thể thấy là giải thích rằng đây là mục điểm số cho học sinh. Các thầy cô click vào đây để xem. Thì lúc này
giao diện hiện ra, các thầy cô có thể thấy danh sách tất cả các bài trong khóa học đại số 9. Và ở đây có mục điểm. Mục này sẽ giúp các thầy cô thấy được điểm của tất cả các bài. Tương ứng có một số mục như là tính toán phần trăm này của khóa điểm và khoảng điểm từ 0 đến 10. Ở đây do chưa có học sinh này chưa làm bài cho nên chưa thấy điểm số hiện ra ở đây. Như vậy là các thầy cô có thể thấy điểm số của tất cả học sinh đối với từng bài và điểm số của từng học sinh một. Chúng ta có thể thấy một số giá trị thống kê ở dưới, ví dụ như là trung bình của các bài ở đây. Các thầy cô có thể xem ở bên dưới. Ngoài ra, ở hocbainha.com có một chức năng nữa để giúp các thầy cô có thể lấy ngay cái bảng điểm của học sinh, đó là dùng chức năng xuất bảng điểm. Các thầy cô có thể thấy mục xuất ở đây. Để xuất bảng điểm của học sinh, chúng ta bấm vào nút xuất. Trong cửa sổ hiện ra, các thầy cô chọn cho tôi đó là mục Excel như ở đây. Thì đầu ra dữ liệu sẽ được xuất sang dạng file Excel. Tương tự, các thầy cô cũng có thể chọn nhóm, ở đây là lớp 9-10 hoặc là lớp 9-3. Danh sách ở dưới sẽ hiện ra tên các bài học các thầy cô muốn chọn để xuất dữ liệu. Đây, chúng ta có thể bỏ tất cả dấu tích này đi. Ví dụ ở đây tôi muốn chọn xuất kết quả của bài kiểm tra chương 3 lớp 9-10 thì tôi chọn vào đây. Ở có mục tùy chọn thì các thầy cô có thể là chọn cái phần làm tròn bao nhiêu chỉ số thập phân trong bảng điểm xuất ra. Ở đây mặc định của hệ thống là 2. Sau đấy các thầy cô chọn tải xuống. Khi đó hệ thống sẽ tải xuống cho các thầy cô một file Excel. Và các thầy cô mở file này ra thì sẽ có các thông tin về họ và tên của học sinh. Có mã số nếu trường mình cung cấp, có email. Và đây chính là mục cuối cùng, chính là mục điểm bài kiểm tra chương 3. Thì mục này sẽ có điểm số làm tròn đến 2 chỉ số thập phân. Những dòng nào thiếu, tức là học sinh không làm bài này, thì các thầy cô có thể sử dụng file Excel này để mình lấy kết quả của học sinh. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn các thầy cô cách để chúng ta có thể quản lý danh sách học sinh của các lớp và cách để chúng ta có thể xem điểm số cũng như là chi tiết của từng học sinh trên hệ thống học bài ở nhà.com. Tạm biệt các thầy cô.